Ông Matthias trúng thăm, ông được kể thêm vào số 11 tông đồ. Bài trích sách công vụ tông đồ. Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa các anh em, có khoảng 120 người đang họp mặt. Ông nói, thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đã dùng miệng vua David để nói trước về Giuđa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giêsu. Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. Thật thế, trong sách Thánh Vịnh có chép rằng ước gì lều trại nó phải tan hoang, không còn ai trú ngụ, và ước gì người khác nhận lấy chức vụ của nó. Vậy phải làm thế này. Có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian người sống giữa chúng ta. Để từ khi người được ông Gioan làm phép rửa, cho đến ngày người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời, một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng người đã phục sinh. Họ đề cử hai người, ông Joseph biệt danh là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giu-tô, và ông Mát-thi-a. Họ cầu nguyện rằng, lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ tông đồ, chỗ Giu-đa đã bỏ để đi về nơi dành cho y. Họ rút thăm trúng ông Mát-thi-a. Ông được kể thêm vào số 11 tông đồ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân người. Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. Nào ca ngợi danh Thánh Chúa đi, chúc tùng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý dân người. Ca ngợi danh Thánh Chúa từ rạng đông tới lúc chiều tà. Chúa sư việc trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thẳm. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý dân người. Ai sánh tày thượng đế Chúa ta, đấng người chốn cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý dân người. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý dân người. Chúa cho ông ngồi chung với hàng quyền quý dân người. Alleluia, Alleluia. Chúa nói, chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Alleluia. Không phải anh em đã chọn Thầy,
nhưng chính Thầy đã chọn anh em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lạy ba ngôi Thiên Chúa còn năm, chúng con đang hợp nhau cầu nguyện. Tha thiết Ngài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn nên nỗi thống của vua đoàn con cha trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cố đức tin của chúng con cho chúng con hoàn toàn tin thắng vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bề nhân sống được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn từ thân. Xin cho lời chúng con khi phút cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ngăn cầm nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn.
nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy, không còn chi thương ban xuống trên phần hèn, những ân tình xuống từ trên cao đến muôn đời không hề hư hao. Dẫu tim con nghe yêu dễ phai như con luôn thắm tươi nhờ tình yêu ngày đêm dưỡng nuôi, hồn trao dâng ngàn muôn tâm tình chơi vơi. Nếp trong cánh tay Ngài con hạnh phúc ngây ngất không ngơi. Ôi tình Chúa em như khung ca tuyệt vời, rộn ràng như suối mơ, lòng con dâng ngập bao ý thơ, vì Ngài thương trọn con lúc con xa xưa. Bước đi giữa muôn người, đem lòng mến tua thắm môi cười, đem tình Chúa thương yêu thứ tha vào đời. Những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy, không còn chi hơn, biết lấy chi thương ban xuống trên phần hèn, những ân tình xuống